Vâng, em xin chào các anh. Đấy. Thế hôm nay em lại đến tiếp cho các anh ở đây là một cái con Victor nhé. Con này là con âm ly Victor, lại mã của nó là con AXS5. Đấy. AXS5 nhá. Đấy, con này thì có thể nó đánh tối đa là hai đôi loa. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn đây có speaker 1 này, 1 cộng 2 này. Và speaker 2 tức là đánh riêng biệt từng kênh 1, 1, 2 hoặc đánh cả hai kênh 1, 2 cùng một lúc. Đấy, đều được nhá. Đấy. Sure Direct ở đây là chế độ nghe mộc này, đấy, on hoặc off này, đấy, volume thứ đầy đủ, đấy, đấy. Chuyển các cái đầu vào này, đấy. Chuyển các cái đầu vào cho ghi âm này, đấy. Phần dưới này là có mạch nao nớt rồi là mono ste này, đấy. Ba năng sơ chỉnh bass chỉnh tép, đấy. Thì đấy là về mặt mũi của con Victor này nhá. Con này thì có chiều ngang khoảng đôi này, 4 size 43 là các bác nha, đấy, chiều cao là đi hai nó khoảng 18-19 cm chiều cao. Đấy, sâu nó khoảng đôi. Đấy, khoảng 40 cm chiều sâu nhá. Đấy. Con này mạch viết về còn rất là đẹp. Đấy. Và nó chạy tất cả là 4 sò một bên, tức là 8 sò nhá. Đấy. Mỗi bên 4 con sò là 8 sò tất cả. Đấy. Đấy. Chạy 8 sò nên là những cái con mà 8 sò như thế này thì là chạy rất là khỏe này. Mạch mic còn đẹp các bác nhé. Đấy. Em kiểm tra thì ở đây mình thấy là vẫn rất là ok. Đấy. Mạch mic còn đẹp luôn, ok luôn nhé. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, con Victor này thì ở đằng sau đây. Các bạn nhìn cho em đằng sau này, cũng còn rất đẹp này. Lại đằng sau là các cái đầu vào JAV của nó là đều được mạ đồng mạ vàng hết này. Đấy, rất đẹp, các bạn thấy không ạ? Đấy, và nó tăng tiếp xúc nhé. Đấy. Những cái mạ đồng mạ vàng như này thì nó sẽ tăng tiếp xúc và nó đỡ bị oxy hóa hơn. Đấy. Nên là dùng theo thời gian dài cũng không sợ. Đấy. Với các đầu vào gồm có là đầu vào cho đĩa than là phono này, đầu vào cho tép này, hai đường này, tép 1, tép 2 này. À, rồi là đường AUX là đường vào cho điện thoại máy tính này, đường vào CD cho đĩa này, tuner cho đầu FM này, đài FM này nhé. À, đây em đang đấu sẵn loa vào đây để em thử cho các bác đây. Đấy. Con này thì là hàng Made in Japan. Đấy. Trở kháng của âm ly là 6-10 ohm nếu đánh 1 hoặc 2 nhé. Nếu đánh cả hai kênh 1 cộng 2 thì nó sẽ là 12-16 ohm. Trở kháng của âm ly là như vậy. Còn đây là công suất âm ly này 185W nhé. 185W. Đấy. Các bác có thể quan sát cho em cái trong này còn rất là đẹp, mic còn rất là ok luôn. Đấy. Nắp máy đây nhá. Đấy. Máy còn đẹp luôn. Đấy, nhá. Tất nhiên đây là hàng bãi thì nó sẽ có một vài vết xước sát là không tránh được nhá. Đấy. Đấy, thì đấy là con âm ly này để về công suất bây giờ em sẽ bật điện lên em thử cho các bác này. Đấy. Đấy. Đây mình chọn đầu vào ở đây nha, là các đường AUX này, CD này, tuner này. Đấy, thì sau khi chọn cái đường vào tương ứng rồi thì mình sẽ có tiếng ra nhá. Đây em vừa cắm AUX thì bây giờ bật lên là sẽ có tiếng này. Hai bên đều có tiếng nhá. Đấy. Đây bà đang sơ đấy, con nhìn là cân loa đấy nhá. Đây, nào đớt nhá. Không nào đớt này. Đấy. Chỉ tép nhá. Về này. Đấy. Bật ban lên này. Bật về này. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng. Đây có đây khi bật nó lên tiếng bass nó đứng chép nó rất là rõ nét luôn nhá. Đấy. Người yêu
tuyệt đối đau em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đáy các cao xa luôn là gắm hoa vàng son. Anh không đấy đi tìm người yêu đôi trắng nhá. Tất cả các nút đều đang hoạt động bình thường nha các bác nhá. Đây, chuyển đầu vào này. Được chưa? Đấy, còn bình thường này. Đấy. Còn cái này là cái Red Selector, là cái để chọn được cái đường ghi âm nha, thì là bình thường không dùng đến nhá, thì là vặn là không tác dụng. Đấy. Còn muốn có tác dụng thì nó phải là chuyển tín hiệu ra từ đường nào đó. Đấy. Để mình làm ghi âm nhá. Đấy, thì mới có tác dụng. Chọn nguồn ghi âm nha các bác ạ. Đấy, chọn nguồn ghi âm nha. Đấy, các bác nhìn nữa, trên cái mạch được vào AV này. Đó. Rất nhiều con linh kiện trước khi đưa vào để nọc tín hiệu nha. Đấy, rất nhiều con linh kiện đấy để nó xử lý tín hiệu, sau đó nó mới đưa vào mạch phía trước này, xong rồi mới đưa vào đây mạch công suất này, mới xử lý ra này. Đấy, con này tiếng cực kỳ hay luôn. Đấy. Cái tụ nguồn nó cũng rất to nhá. Đấy, tăng phổ cũng rất là lớn này. Đấy, nhìn chung con này là một con mini mà rất là khỏe mà giá cũng rất là rẻ thôi. Đấy nhá. Con Victor AX S5 này thì giá của nó có bình thường là những con này nó khoảng 3 triệu 2-3 triệu 3 đấy nhá, nhưng mà em thôi con này bán giao lưu một con nhá. Giao lưu một con. Đấy thì em bán con này với giá là 2.890.000 nhá. Đấy. 2.890.000 đồng. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. Đấy, âm ly đây. Đấy, công suất 185W của nó thì nó có thể được ghép với những cái dòng loa bass nó 30-40 đều được nhé. Loa nghe nhạc thì công suất của loa 30-40 đôi khi nó chỉ khoảng tầm 70-80W của loa thôi. Đấy, thì là con này được công suất tận 185W thì thoải mái kéo luôn nhé các bác nhé. Đấy. Tình đôi ta nay đã lớn, ngăn cách đôi nơi gặp không gian chào. Cơn sao trời nỡ đành ly tan, một người trong sầu nhớ, một người ôm mặt khóc. Duyên kiếp bé bạc còn chỉ đâu em đừng nói. Đêm đêm dài ngắm ngôi chỗ cây, tay đời gây hơn oán, anh nào đâu có phù lòng. Ok nha, thì đây là con AX5 này, giá của con này là 2.890.000 đồng. Bác nào đang có nhu cầu mua, vui lòng liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 0979891682 đặt hàng nhé. Em xin chào các bác. Vâng.